Hi, xin chào bạn, chào mừng mọi người đã quay trở lại với channel của mình. Ngày hôm nay thì mình sẽ chia sẻ cho mọi người cách để làm tráng gương nhũ nhé. Cách làm tráng gương nhũ vô cùng đơn giản. Mọi người sẽ sử dụng cái chai bay. Mọi người sẽ sử dụng cho mình cái chai bay này để sơn lên cái lớp nền của mình nhé. Lớp nền thì mọi người có thể sơn tùy chọn màu gì cũng được. Ở đây mình làm bộ màu tím cho nên mình sẽ sơn lớp nền là màu tím luôn. Mọi người sơn một lớp bay thật là mỏng thôi. Sau khi mà đã sơn bay xong thì mình sẽ cho hơ khoảng 120 giây nha. Tùy vào máy hơ của mọi người. Nếu mọi người dùng cái máy hơ mini thì mọi người hơ thời gian nó lâu hơn nhá. Mình dùng máy hơ Sun Number Lux chính hãng cho nên là mình sẽ hơ 120 giây. Sau khi hơ xong thì bây giờ mình sẽ chà tráng gương lên. Mình sẽ chà ít một và chà trực tiếp lên trên mặt móng. Vì cái mẫu này của mình nó hơi bánh bèo một chút, cho nên là mình không muốn cái tráng gương của mình nó là cái tráng gương bóng, mà mình chỉ muốn nó là cái tráng gương nhũ thôi. Cho nên mình đã sử dụng cái bay để làm liên kết ở dưới lớp nền của mình nha, để tạo hiệu ứng cái tráng gương nhũ. Mình cũng đã có một cái video làm về tráng gương bóng rồi, mọi người có thể tìm để xem lại cái video đấy nha. Hoặc là mình sẽ làm lại một cái video khác trên tay thật, để cách tráng gương bóng trên tay thật để mọi người tham khảo cũng như là làm theo nhé. Thực ra thì trên tay thật hay là trên móng giả thì nó cũng cách làm của nó cũng như vậy thôi. Ở trong video ngày hôm nay thì mình đã sử dụng cái bút silicone để chà tráng gương, chứ không sử dụng cái cọ tráng gương mà họ vẫn hay cho mình nữa. Bởi vì là cái bút silicone này thì mình mua một bộ nhưng mình đã sử dụng kiểu rất là bền, rất là kiểu lâu ấy. Mọi người có thể tham khảo và mua nhá. Còn cái cọ mà họ cho thì mình cũng vẫn sử dụng, tuy nhiên là mình tiện cái gì ở đây thì mình sẽ sử dụng cái đấy. Thì mọi người có thể tham khảo và sử dụng theo mình cũng được. Chà bằng cái cọ của họ hay là bằng bút silicone hay là bằng tay thì cái cách chà cũng rất là giống nhau. Nên mọi người kiểu cứ kéo lên kéo xuống hoặc là kéo xuống hết về một hướng cũng được, để mình chà ra cái tráng gương của mình nhá. Cái nền, lớp nền này hôm nay mình làm là tráng gương nhũ cho nên là nó sẽ không bóng như là cái tráng gương mà mình vẫn làm ở cái video khác. Nhưng mà về cơ bản là cái kỹ thuật chà nó sẽ giống nhau nha. Mọi người có thể qua tiệm mình ở số 9 Hàn Thuyên để chia sẻ cũng như là trao đổi về các cách làm nail nếu như mọi người Hà Nội nhé. Mình sẽ rất vui vì điều đấy. Sau khi mà mình đã tráng gương xong thì việc đầu tiên mọi người nhớ giúp mình là làm xong xuôi hết rồi thì mình sẽ đóng lắp cái lọ tráng gương lại để cho đỡ bị đổ cũng như là đỡ bị dây bụi bẩn vào. Sau đấy thì lấy nước lau gel để lau những cái phần nhũ thừa ở xung quanh da của khách. Vì khi mà mình chà lên tay thật nó sẽ khác, ở trên cái móng mẫu là nó sẽ bị bay những cái bụi nhũ lên trên phần da. Và khi mà kể cả những cái phần viền móng nó cũng sẽ bị bay vào. Nên trước khi mà mình sơn tốt thì mình sẽ lau sạch đi để mình sơn tốt và cho vào hơ thì cái bộ móng của mình nó sẽ kiểu nhìn nó đẹp hơn, nó không kiểu bị dính tốt. Nếu mà mọi người dính tốt vào thì cái nhũ này nó rất là khó lau. Nên là mình sẽ lau trước nhá. Đợt này thì mình có mở thêm cửa hàng nên là mình rất là bận, nên là video không có ra được thường xuyên. Hy vọng mọi người thông cảm giúp mình nha. Để mua đồ nail chất lượng thì mọi người có thể liên hệ theo thông tin chạy bên dưới video này. Nếu có bất cứ câu hỏi hay thắc mắc gì thì hãy bình luận ngay bên dưới video này nhé. Mình sẽ giải đáp tất cả nha. Video ngày hôm nay đến đây thôi. Nếu video này hữu ích thì nhớ ấn like ủng hộ mình và đăng ký kênh để theo dõi những video tiếp theo của mình nha. Còn bây giờ thì chào tạm biệt và hẹn gặp lại mọi người ở những video sau. Bye bye!